Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị vài thông tin về dịch coronavirus. Thật sự ra thì virus corona này nó đã được phát hiện từ lâu lắm rồi. Vào thuở thập niên 60, người ta đã tìm ra được nó. Bệnh này thì cũng rất bình thường thôi à. Nó cái triệu chứng của bệnh coronavirus này nó giống như là nhảy mũi, sổ mũi, ho hoặc là có khi bị sốt, nhưng mà 1-2 tuần nó tự hết à, nó không có quan trọng đâu. Nhưng mà cái con virus coronavirus mới này á, nó rất rất là nguy hiểm. Virus corona này đã được phát hiện ra từ đầu tiên ở nước Trung Quốc vào tháng 12 vừa qua này. Nó rất là nguy hiểm. Nó đã làm thiệt mạng khoảng hàng trăm này, nó lên hàng trăm, có nghĩa là 100-200 mà nó đang mỗi ngày nó đang tăng lên từ từ. Và nó cứ lan tràn khắp nơi. Hiện bây giờ thì Mỹ nè, Canada, Pháp, Nhật, Đài Loan, Úc và tất cả những nước khác cũng có nhiều nhiều nước lắm rồi, nó đã bị nhiễm cái virus này. Cho nên vì hiện giờ nó lọt vô tình trạng khẩn cấp thế giới, nó gọi World Emergency. Cho nên chúng tôi đã không ngần ngại để mà nghiên cứu ra cái thuốc ngừa này cho cái dịch coronavirus này. Chúng tôi đã không ngần ngại đến đến mức độ mà đêm không không ăn, ngày không ngủ để mà nghiên cứu ra cái thuốc này cho mọi người. Và kính thưa quý vị, cho quý vị một tin mừng là chúng tôi đã tìm ra được thuốc ngừa cho cái dịch coronavirus mới này, cái loại mới nha. Quý vị mời mời quý vị hãy xem. Đây, xin mời quý vị hãy xem, chúng tôi đã tìm ra được thuốc. Đây, chúng tôi đã đặt tên của nó là Corona Extra. Đây là thuốc liều mạnh nha. Extra dưới này mạnh nha, nó có loại liều thuốc nhẹ nữa, gọi là Corona Light. Xin mời quý vị hãy xem kỹ đây, chúng tôi đã tìm ra được thuốc rồi. Đây, đây là thuốc. Thuốc trị dịch corona. Thuốc này thì hiện đang được phân phối bán khắp nơi, giống như là hình như là khắp thế giới luôn thì phải, là chúng tôi đã phát cái bán khắp thế giới rồi. Hiện bây giờ đã phát ra cho chợ bên, nhất là bên Mỹ này nha, là cho chợ HEB, chợ Walmart, và những cây xăng Stop and Go, 7-Eleven, vân vân, Valero này kia đó, đều có bán hết này nha. Cho nên quý vị hãy đến đó mà mua. Và cách sử dụng của thuốc này thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình chỉ khui nắp nó ra mà uống thôi. Nhưng mà muốn cho nó được hiệu quả tốt á, thì quý vị hãy để nó vô tủ lạnh cho nó thiệt là lạnh luôn. Sau đó là cái mình rủ bạn bè, anh chị em, gia đình hay là người thân mình tới á, vô uống chung thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. Ok. Nhưng có một điều đây là quan trọng, là cái này là không có cho trẻ em uống được nha. Thuốc này là cho dành cho những người 21 tuổi trở lên mới được uống thôi. Đây là luật của nước Mỹ. Thì quý vị cũng đã biết rồi, là thì thuốc nào thì nó cũng có phản ứng phụ hết, thì cái này thì cũng không có ngoại lệ. Phản ứng phụ của nó là, chứ nếu như mình uống cũng tùy theo cơ thể của mọi người á. Mọi người có người thì cái gan mình nó lọc nhanh hơn, có người thì nó lọc chậm hơn.
giống như là người thì đô cao, người thì đô thấp, người cần thì nhiều người thì cần một hai ba liều đủ vậy, có nhiều người thì cần phải nguyên một ca một case luôn nha, nguyên một case 24 chai luôn. Thì cái liều lượng thì nó là như vậy, thì tùy theo cơ thể của mọi người. Và cái phản ứng phụ á, hồi nãy tôi nhắc qua là cái phản ứng phụ á, là bắt đầu trước hết á, thì nó làm cho mình đỏ mặt, đỏ mặt sau đó cái mình nói nhiều lên, nói nhiều xong rồi cái từ từ cái tiếng mình nó nhựa 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 ra nha, tiếng Mỹ gọi là slur speech. Xong rồi sau đó cái mình cảm thấy chóng mặt, rồi từ từ cái ói mửa đi nha. Sau nó có nhiều người thì uống quá liều thì nó sẽ bị lãng đi, mất đi trí nhớ luôn, cho nên ngày hôm sau thức dậy không biết chuyện gì xảy ra luôn. Nên là đừng có nên uống quá liều nha, vừa đủ liều là được rồi. Có thêm có vài trường hợp mà chúng tôi thí nghiệm và các bệnh nhân đã báo lên là có, chúng tôi đã thử trong 1.000 người bệnh nhân nha, và trong đó có 147 vụ, 47 người báo lên là khi mà uống uống mà tới đủ liều hoặc là quá liều tí xíu á, thì sẽ bắt đầu nó cho mình cảm giác gan lên. Những điều mà mình thường ngày không dám làm mà không dám nói á, nó cho mình gan lên, cái mình dám làm hết. À, chỉ còn thêm một cái gan quan trọng nữa là các anh nên chú ý đó, là khi mình uống quá liều á, thì mình thấy con mắt mình nó bị thay đổi đi, cái mình thấy người phụ nữ xấu nó trở lên nhìn được liền, cái đó nguy hiểm nè, nhất là ban đêm nè. Cho nên các anh chị, các anh phải cẩn thận về chuyện đó nha. Nhiều nhiều có trong 1.000 ca mà chúng tôi đã thử trong 1.000 bệnh nhân này, thì đã có 49 người báo lên đó là khi mà họ thích gì á, họ nhìn qua qua đã nói ôi trời ơi sao mà xấu quá, họ không biết chuyện gì xảy ra. Okay. Rồi đó là những cái phát phản ứng phụ nha. Tóm lại đó là chúng tôi đã tìm ra được thuốc ngừa cái dịch coronavirus này. Đây là tin mừng cho tất cả nhân loại trên thế giới này nha. Cho nên anh chị em hãy mạnh tay mình chia sẻ video này để mà cho mấy người thân của anh chị em mình biết, để mà mình ngừa cái dịch này. Ok. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Xin chào quý vị.